Hello Nam và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với anh em một cái video cũng khá là hữu ích. Thì hôm nay mình có nhận được một cái tin nhắn, em trai này có nhờ mình hỗ trợ từ xa, có nghĩa là hướng dẫn và chia sẻ những cái kinh nghiệm để chạy Grab hiệu quả. Thì mình cái gì nó cũng hay, mình muốn quay lại cái video này để mình chia sẻ cho anh em, với những anh em đang chạy thu nhập thấp nha. Thì bây giờ mình gọi trực tiếp luôn nha. Dạ nè, gọi trực tiếp luôn rồi. Rồi anh rồi à, bây giờ anh trai em đăng ký được mấy ngày rồi? 11 năm rồi hả? Em đăng ký gói mấy? Em đăng ký combo 1 á. Combo 1 à. Rồi em chạy được, em có chạy thường xuyên không hay là em chạy phát thanh thôi? Em chạy kiểu em chạy thêm đêm mà. Chạy thêm ban đêm mà. Chạy mấy tiếng em? Thì em chạy thường thường nếu mà chạy được á tầm khoảng 1 giờ. Từ 7 giờ tới 1 giờ. 7 giờ đến 1 giờ tối. Đúng rồi. À, em chạy chạy khuya mà anh chạy khuya mà em chạy cái combo này nó hơi bị ít đơn nha. Dạ. Nghĩ là ban đêm nó chạy giao hàng chắc giao đồ ăn nhiều quá. Ban đêm giao hàng giao đồ ăn đúng rồi. Không. Sai, ban đêm là chở người với giao đồ ăn. Dạ. À bây giờ thì em bị thiếu cái giao đồ ăn. Ha. Dạ. Nếu mà xác định mình chạy thêm ban đêm á thì nên giao đồ ăn luôn đi. Mình đổi combo mình với thêm 1 triệu tiền cọc đó. Em hiện tại em đang ký quỹ rồi bao nhiêu rồi? Mới có 1 triệu ạ. Ký quỹ 1 triệu mà bây giờ em chạy được 6 tháng chưa ta? Từ tháng 11 tới giờ là chắc phải không được chứ. Rồi bây giờ trước tiên nè, em có xem cái kênh anh nhiều chưa? Đúng mà em cũng xem được có vài video mà, chứ là em đâu có thời gian đâu. Em công việc ban ngày em làm gì ạ? Công việc ban ngày em làm gì? Dạ. Công việc ban ngày em làm gì? Em ở công ty may á. Dạ. Yeah. Tuy mai lương tháng được nhiêu? Được 8 triệu. Có bảo hiểm gì không? Có. Em làm lâu chưa? Làm được 3 năm rồi á. Mà lương bây giờ là 8 triệu là mỗi tháng, trung bình là ngày 200 mấy. Bây giờ là ý là em gọi anh để anh hỗ trợ em là cách để tăng thu nhập đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi. Chạy nhiều cuốc hơn. Rồi chạy nhiều cuốc hơn. Thì lúc trước em chạy em cứ nói thiệt anh đi nha, anh hỏi gì em trả lời nấy nha. Tại vì dân trong ngành với nhau như thế nào thì anh sẽ biết liền. Ha. Thì có cái lỗi gì mà em bị mắc phải rồi thì em cứ chia sẻ thực tế anh, không có ngại ngùng gì hết, tại vì anh là trong nghề, app nó bị như thế nào là anh sẽ biết liền. Thì cho nên là anh hỏi thì em cứ nói trả lời thật cho anh để anh biết, là để cách anh xây dựng cho em, để em xây dựng cái app cho nó tuyệt vời hơn nha, cho nó để chạy với thu nhập hơn. Thì bây giờ nè, trước tiên là anh hỏi em là em cứ chạy em có bị kháng đơn không? Em có kháng đơn không? Em có quỷ không? Em không quỷ nhưng mà mấy cú xa ví dụ như trên 150 thì là khách tự động nó quỷ luôn, chứ em không có thể muốn quỷ luôn. Ủa tại sao tự động quỷ ta? Do mình di chuyển lại chậm quá hay sao? Không phải, ý là khách nó quỷ, nó muốn cho mình ăn cút ngoài không? Khách nó quỷ, nó cho mình ăn cút ngoài rồi, vậy là em bị dính trưởng cái lỗi này nha. Cái lỗi này á, gọi anh em tài xế mình á, mình chạy thời gian này anh em mình có cái tính gọi là gian xảo nguyệt. Ai cũng bị. Ai cũng bị trường hợp này nha. Chạy thời gian là có cái tính mánh khóe trong này.
kể cả anh ngày xưa cũng vậy, nhưng mà thôi thật sự là mình không có nên là sử dụng cái mánh này. Cái mánh này thật sự là mình cũng bất công với Gáp nha, thì đối tác mình làm ăn với bạn bè, bây giờ mình làm ăn với nó mà mình quay lại mình chơi chơi nó vậy thì nó sẽ phát hiện ra nghe. Dạ bây giờ em cũng đâu có dám chơi cái đó nữa. người Em người bị ta, giảm hơn cái thằng đấy. người ta tạo tạo cho mình cái app, tạo cho mình công ăn việc làm mà mình quay ngược lại mình chơi nó thì nó đau quá. Thí dụ như em là một em là công ty Grab thì mà em thấy tài xế nó chơi em vậy em đau không? Thì cho nên là mỗi cái trường hợp mà giống như là mình gian lận hoặc là mình tính tính tiểu xảo như vậy á thì Grab nó đều biết hết, tại vì nó tạo ra được thì nó sẽ biết những cái mánh khóe, hiểu không? Thì cho nên là nó sẽ phòng ngừa hết. Thì cho nên là mỗi khi mà em có gặp cái trường hợp đó là nó sẽ biết hết, và nó sẽ cảnh báo tin nhắn cho em hoặc là trực tiếp điện thoại nó gọi cho em luôn. Thì tốt nhất là anh em mình chạy làm sao cho nó gọi là rành mạnh một xíu. Còn vấn đề ví dụ như anh nói trường hợp khách ngoài là những cái trường hợp vậy nè, khi mà em có khách ngoài gọi ngẫu nhiên của em á trở đi, em tắt app bình thường, nhưng khách của Grab, khách của app mà em chơi cái kiểu mà em tắt em cho nó đi ngoài để em hưởng trọn cái thu nhập, cái doanh thu mà tiếng tiếng đó, thì em sẽ bị dính trưởng thôi. Một lần không bị, hai lần sẽ bị thôi. Anh biết là anh em nào cũng muốn có thu nhập cao, cái tính là giống như là mình có kinh nghiệm xíu, nhưng mà thật sự là cần cù bù thông minh. Em cứ kiên trì em chạy cho anh, đơn nào cũng chạy hết, hết giờ nghỉ là về, đừng có ra suy nghĩ rồi suy luận ra đơn nào nhiều hay ít. Đây là anh chỉ ủng hộ cho anh em có tâm lý ổn định, tại vì anh là đã dấp phải rồi, anh cũng đã dấp ổ gà, cũng đã có nhân viên ngày xưa là anh chạy, kể cả nó còn có nhiều chiêu ác nữa, nhưng mà chiêu nào cũng chết hết, càng tiểu xảo là ra là càng bị lụm, và cái ảnh hưởng cái app mình luôn nha. Rồi vấn đề đây là bây giờ là em phải cố gắng em xây dựng cái app em là cho nó sao ok, đừng để bị đánh giá. Hiện tại là cái app của em bị bao nhiêu sao vậy? Em vẫn đủ sao mà lúc nào cũng 5 sao hết mà. À, 5 sao là ok nha. Rồi à, em này hiện tại đây em sinh sống ở Bình Chánh hả? Ở đâu? Hóc Môn à? Hóc Môn thì cái chỗ em ở Hóc Môn á là nó thưa dân cư lắm nha. Thì thường thường là em chạy cái đường Lê Văn Khương ở quận 12 đó, rồi nó nổ thuốc nhiều khi vô Sài Gòn cũng đỡ. Đúng rồi, em phải chịu khó. Ví dụ như là bây giờ em ở Hóc Môn, em phải chịu khó em đánh lên cái chỗ nào mà đông dân cư, cách chỗ em có thể là 2 cây 3 cây cũng được, nhưng mà em phải xác định là 2 3 cây đó mình bỏ ra. Mình ví dụ như mục tiêu của mình là một, ví dụ như ban đêm em chạy 7 giờ phải không, thì mình ra sớm xíu 6:45 mình đánh xe ra ngay chỗ nào mà đông dân cư, mình xác định cái điểm đó luôn. Hiểu ý anh nói không? Mình không phải là mình ở Hóc Môn mà mình mở lên app ở đó, tại vì anh biết là ví dụ như anh ở bên cái trung tâm của anh, cái chỗ anh đang sinh sống nè, anh chỉ cần ở nhà anh bật lên là nó nổ cuốc. Tại sao? Tại vì anh ở cái chỗ mà ở đông dân cư ha, khu vực anh là toàn là khách hàng với dân cư nhiều, thì em biết đi, em ở chỗ nào mà nó đông dân cư thì cái tỷ lệ người dùng nó sẽ rất là nhiều. Thì đôi khi em cũng vừa chạy ra đứng ngay hai chung cư luôn á, cũng xong hai chung cư luôn á. Nhưng mà buổi tối chung cư em phải biết đứng nha, ví dụ như em phải biết phán đoán cái tình huống, chia khung giờ anh có chia sẻ đó, thì mới móc lên kênh anh á, vô cái khung giờ vừa giờ hợp lý chạy. Thì cái chung cư á thì em nên chọn là cái thời điểm mà khách đặt đồ ăn, cái thời điểm từ mà, nhưng mà em lại không có dịch vụ đồ ăn đúng không? Đúng rồi. Em chỉ có chở người thôi. Người thì trời từ 5 giờ, 5 giờ 6 7 giờ đó là nó giờ đó. Còn chung cư á mà để đi khuya thì không có. Em bị rất là, cái app em là chạy không đạt thu nhập là cái app em rất là đang bị hạn chế nhiều thứ.
Thứ nhất là em bị cái nhược điểm là em bị lỗi ngày em bị lỗi một phần, em chưa xây dựng được cái app em. Bây giờ cái cách tốt nhất của anh nên khuyên em đi nâng lên. Thì bây giờ em đi nâng lên đi. Theo thông thường á, em không, nếu mà em chạy ban ngày, mà ban ngày chạy full time, em chạy 7 8 9 giờ em tắt app em nghỉ luôn, thì có thể chạy combo nào em cũng là đạt thu nhập cao, hiểu không? Cũng rất là vẻ. Còn riêng em là hiện tại đang bị vướng mắc là em bị đang mắc kẹt cái là em chạy giờ khuya. Em bị hiện tại là em đang rất là bị đối đơn, có nghĩa là đang đơn rất là chậm, là do em chỉ trả được gấp bay thôi, giao hàng giờ đó không còn giao hàng nữa, ít lắm. Tại vì anh nói em nghe, giao hàng á, giao hàng chỉ có ban ngày nhiều, tại vì khách hàng và công ty á, em biết rồi, giao hàng bên Grab á thường là mấy cái công ty gửi mấy cái tệp hồ sơ và những cái shop mà nó ship đồ này kia thì nó có việc sử dụng dịch vụ giao hàng ha. Còn riêng riêng về giao hàng ban đêm thì lâu lâu người ta kẹt cái người ta ta mua con gà, con vịt, con cái nấu cháo gì đó thì người ta ship qua cái dịch vụ giao hàng thôi. Còn hiếm lắm mấy ban đêm em chạy được giao hàng, còn đa phần là chạy gấp bay, tại ban đêm người ta cái lượng người ta đi chơi á, đi ăn đi nhậu này kia rồi bắt đầu là người ta không có muốn đánh xe về á, ta đi gáp á, thì đó thì em chạy ban đêm thì gáp bay có. Nhưng mà em là 7 giờ tối, em chạy thêm 7 giờ tối, 11 giờ tối phải không? 1 giờ tối, 1 giờ khuya. Thì nên tốt nhất đi đăng ký thêm một cái góp phố cho anh. Mình đăng ký cái đó mình có cần đóng thêm 1 triệu nữa không? Cái này á nó không cần em phải đóng liền, em chỉ đi lại em mua thêm cái túi thôi và em học thêm cái khóa đào tạo online nữa. Thì vô cái khóa đào tạo thì mấy câu hỏi đó, mấy video đó thì em trả lời, học xong rồi em trả lời câu hỏi thôi. À, cái đó em biết rồi. Ừ, còn em bắt buộc bây giờ là em muốn tăng thu nhập 5 đơn thì em phải đăng thêm, tại vì em chạy giờ khuya không. Thì hiện tại em chạy dù mà em chạy hai cái đó không 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 đủ đơn em chạy đâu. Một liên vậy là không không được 300 luôn anh. Đúng rồi, em chạy 6 tiếng không, 5 tiếng hả? Nhưng mà anh nói em nghe, em đang ký cái kia nữa là em chạy hơn. Bây giờ là mình làm cái gì thì phải cho nó đúng, nó hợp gu nó mới lên lên thu nhập mình thôi. Nhưng mà em chạy riêng, em chạy combo 1, em chạy ban ngày trả hàng cho người đúng không, thì tuyệt vời luôn, anh bao em luôn 6 700 bình thường, 7 800 bình thường, mà rất là khỏe, có cái nhàn. Chạy nguyên ngày chủ nhật nhưng mà được có 300 mấy, bắt bo thêm được có 500. Headboard nữa là được 500. Do cái app em đang bị gặp vấn đề đó rồi. Vấn đề tỷ lệ mà hôm bữa em bị lâu chưa? Không, cái đó là cái chút đó là hồi từng mới từng 2 tuần trước. 2 tuần trước là chạy từ bên Đồng Nai á, là chạy về bên trời cho nó thiêu. Là ông đó là ông bảo mẹ, ông nói cũng 170 mấy ngàn, bây giờ để em hủy cho anh luôn. Em mới nói thôi để chạy không đi nơi nữa, ông con chưa hủy luôn để cho nó có thu nhập cao. Nhưng thôi vậy anh hủy cũng được, không sao hết trơn á. Là chạy cũng đó xong là qua tầng là chạy ban đêm mà mới giam hết tầng luôn, không có được. Nói chung là bây giờ cố gắng xây dựng lại thôi, thì xây dựng cái uy tín của app mình đó, thì em cứ chạy bình thường đừng có quỷ khúc nào cho anh, thiệt nghe lời Bây giờ em, là tuần quán cỡ tuần hai tuần nay là em không có quẩy một nào hết bật tự động nhận cuốc cho anh. thì bật tự động nhân cốt mà. Ừ, bật tự động nhận cuốc rồi em xây dựng lại, là bây giờ em đi làm công ty không,
thì em nghe lời anh, em đi lên trung tâm em nâng thêm mua thêm cái túi đi, đăng ký thêm dịch vụ đi ở chạy. Bây giờ, nhưng 7 giờ tối em phải cố gắng cho anh là em đánh ra ngay chỗ mà khu đông dân cư mà có người đi qua đi lại nhiều, và đứng những cái hàng gần quán ăn, em hiểu không? Tại vì lúc đó là mình có cái GrabFood rồi, thì có nhiều khi á người ta đặt cái food đó mà mình đánh được vô trong trung tâm thì quá sướng luôn. Sao mà cuốc xuất nhiều nhiều lâu lâu lúc đi á, có cuốc xe nào mà trên 10 cây số là tự động nó hủy luôn, mà em chưa kịp bấm vô nó nhanh lắm, trong vòng 1 giây là nó hủy luôn à. Khách hàng gì đâu mà hủy nhanh vậy? Không phải nó quỷ đâu, nó sợ em chơi chiêu đó nữa. Bây giờ ai cũng vậy, ngày trước anh cũng bị vậy, cứ lên ngay cái tour đó là vượt qua mức số tiền đó là rồi nó tự động quỷ. Bây giờ nè, thứ nhất nè, em lên trên trung tâm em nói cái app em á, bây giờ em muốn em đang lên vậy đúng không? Rồi bây giờ á là em lên trung tâm em nói với nó là em bây giờ em nâng lên cái gói này rồi, là nhờ anh chị kiểm tra giùm em ha, kiểm tra giùm cái app em, là cái app em đang bị hạn chế là khách chở khách xa. Tại vì hôm bữa em có bị một khách nó lỡ nó quỷ một lần, rồi bây giờ á không biết cái hệ thống còn lưu cảnh báo gì của bên em đúng không, thì bây giờ mỗi cứ lần nào mà cứ có cái cuốc giống như vậy thì nó quỷ, thì nhờ anh chị báo cáo lên giùm em, rồi xong nó đưa cái em cái tờ đơn thấy không, xong bên công ty Grab nó sẽ cho em một cái tờ đơn giống như là khiếu nại gì đó, sao em điền lên đó rồi em gửi lên thì nó sẽ cập nhật lại. Tại vì bây giờ mà bây giờ em cứ chạy như vậy thì bắt đầu nó đưa cuốc cho em, nó nổ cuốc cho em thì không cần phải em quỷ đâu, nó sẽ tự động nó tắt thôi, tại vì nó cảnh báo rồi, em là thuộc vô nhóm cảnh báo rồi đó cái app em á. Có bị chưa có bị gì ha, em làm cái đó mấy lần rồi. Nói chung là em làm không nhiều đâu, em cũng không có là cố ý cố tình làm, nó sợ khách hàng làm không. Thì bây giờ khách hàng làm thì mình mai mốt mình biết mấy cái đường đó, tại vì anh nói em nghe khi mà em đi cái kiểu đó là nó sẽ quét ra hết trơn à. Thì em là biết gì rồi, nhưng mà mấy cái lúc đó Không ăn được đâu, không ăn chặn nó được đâu. còn không, ý em nói em không muốn chặn, em cũng chạy chạy mấy cú từ từ tiền mặt mà nó cũng vô túi mà hết trơn, chứ còn mấy cú thẻ thì mới hơi tiếc thôi, nhưng mà em không quỷ. Bởi vì mấy khách mà trường hợp như vậy mai mốt mình né luôn, mình nói thôi anh chỉ đi vậy cho em đi, chứ bây giờ em đi tới đó nó quét cũng ra à. Em không phải em mở app là nó quét ra đâu, khi mà em ở đó rồi xong em chạy tới điểm ở đó, ví dụ như Đồng Nai phải không, em về Sài Gòn cái cuốc đó mà em đi từ Sài Gòn từ Đồng Nai đi về Sài Gòn mà em tắt app luôn, khi mà em kêu khách quỷ rồi xong em tắt app em đi phải không, em về Sài Gòn em bật app lên là rồi dính chưởng Thì cái đó em không biết mà. hên. Em có nhiều khi nó gửi tin nhắn mà sao em không biết đó. Một là gửi mail, hai là gửi tin nhắn qua Grab cảnh báo, Không có luôn nghe. Em kiểm tra mail thường xuyên không có luôn. không có à, vậy là em thuộc cảnh báo ấy rồi đó, nó đang theo dõi em mà em mày bị dính một lần và hai lần là khóa app em luôn á, khóa vĩnh viễn á. Mà em biết rồi, bây giờ có cái app Grab thì gán nuôi gán giữ gán gìn, bây giờ chạy không có ế đâu em, anh nói em không có ế đâu, ế không ế là tại mình tạo ra thôi. Giống như câu mình tạo nghiệp rồi mình là giờ mình lãnh thôi, nếu mình quỷ nhiều quá hoặc mình trôi nhiều quá hoặc là mình chạy góc đầu mình giống như mình tính toán á, tiểu xảo á, anh nói tiểu xảo đi nè em,
tiểu sáu nó bắt đầu là nó để ý liền à, tại vì nó có trên hệ thống nó có một con robot giống như trí tuệ nhân tạo vậy đó, em nói nha, nó quét được hết, em làm thế nào nó biết hết, nhưng mà em làm lần hai lần thì không biết, kể cả em tính tiền khách rồi xong rồi em lấy hơn thu phí, rồi bắt đầu khách nó báo cáo lên là cũng dính trưởng. Em kiểm tra rap nãy giờ nó không có gửi cái đơn gì hết, không gửi Em vô cái hình ra, vô cái phần tổng quan á, vô cái không có luôn á, không có cảnh báo mà nút màu vàng gì hả? không có gì luôn anh. Ừ rồi Email hay là tin rồi nhắn trên ứng dụng gì rồi có bây luôn. giờ em chỉ một cách là để có đơn nhiều hơn là em chỉ có lên trên đó rồi nó cấp cho em một cái đơn, hiểu không? Em kiến nghị hay là em khiếu nại đó, chứ bây giờ là cái nó đã tự động luôn, bây giờ em mà cứ nhận cuốc xa là nó sẽ cho em lên đường, nó tự hủy em luôn, không cho em nhận cuốc xa đâu, cuốc xa em làm như vậy nữa lấy gì gáp nó ăn, nó biết hết trơn. Anh nói em nghe, khi mà người ta tạo cái app ra nó sẽ biết cái lỗi gì lỗi gì, và nó có những cái khóa đào tạo để phục hồi lại cho anh em. Ví dụ khóa đào tạo, ví dụ anh em nè tính gian lận là thu thêm khách tiền nè, rồi anh em dân tục tiểu nè, rồi anh em nhắn tin điện thoại với khách nè, rồi văn hóa không lịch sự gì đó, rồi đồng phục này kia, rồi những cái nó sẽ có chuẩn bị đội ngũ khóa đào tạo, tại vì nó biết anh em thế nào cũng dấp phải dấp ổ gà ngay đó à. Rồi em nghe cái vụ mà mấy anh tài xế nói cái vụ tăng nó cứ người mua app thì là sao anh? Xạo làm gì có mua app, Em không nói gì mua app thì đơn này đá cho đơn kia đừng la trời ơi mấy ông nghe hay không có quá, cái đó được. nghe đồn là có người nói mua app chạy được đúng không, chạy đi chạy vài bữa rồi lên thiên đàng à, lên đường vừa mất tiền tiền mất tật mang luôn, không có vụ mua app anh em ơi. App chỉ là anh nói em nghe, em chạy muốn đơn nhiều em chạy lên Bạch Kim là bao em luôn, em đứng khu vực nào cũng đổ đơn á Em hiện tại bây giờ là chạy 6 tháng vẫn còn member đi, em bà, tại vì em chạy ít quá, đúng rồi, chạy 1 tháng chạy trong khoảng 100 cuốc à, 1 tháng em chạy cứ trung bình ra một ngày em chạy 10 tiếng hoặc là 9 tiếng 10 tiếng hoặc là 12 13 tiếng, em chạy kiên trì 1 tháng 2 tháng 3 tháng rồi cái app em lên Bạch Kim thì em thấy nó em đứng ở đâu Hóc Môn cũng nổ đơn nữa, nhưng anh nói em nghe em tầm chung anh em mình á sẽ có tính là không có kiên trì được ở núi này trong núi nọ, có nghĩa làm hôm nay cái ngày mai cái ăn nhậu mệt quể quải thì không muốn chạy nữa, còn nếu mà anh em chạy mà siêng năng á anh nhìn luôn mấy anh em chạy còn khủng hơn nữa, có anh em chạy 1 triệu 2 triệu 3 một ngày đơn nổ là chạy không kịp ăn cơm, cứ ăn cơm mở lên là chạy à. em thấy anh có đưa anh em vô vô nhóm gì đó Đúng rồi, tí nữa anh cho em vô nhóm. Tại không? sao Để anh đưa khẳng định anh với cho em luôn là hỏi không có ế là như vậy? Tại vì á, những anh em, có anh em chạy một ngày đầu đăng ký, họ chạy cũng 700-800. Có anh em cũng một ngày đăng ký, chạy ngày 300-400. Có anh em 6 tháng đăng ký, chạy ngày 700-800. Có anh em 6 tháng chạy ngày cũng 300-400. Nó có lý do hết. Chung combo, chung ở cũng địa phận thành phố Hồ Chí Minh, mà anh biết chắc luôn là cái người người mà chạy ít á không phải là thiếu kinh nghiệm mà chẳng qua là bệnh lười và bệnh bệnh nghề nghiệp giống như là bệnh tiểu sáu, rồi xong ảnh hưởng cái app, rồi xong ảnh hưởng cái app rồi bắt đầu là đổ lỗi muôn trùng luôn, lý do là đổ lỗi là app này ế, hôm nay ế hôm nè, ủa hôm nay ế rồi anh tự nhiên ngẫu nhiên em chạy được đạt được 700-800 triệu rồi sao ông kia ông chạy ế, mà anh hỏi em nghe có nhiều anh em ở dân Sài Gòn này ế mà sao người ta phát cái áo gáp ra chạy ta đeo 7 4 5 năm trời, sao tao không đi làm phục vụ bảo vệ dưới xe đi, em hiểu không?
cái nhiều nhiều ông anh thấy nhiều ông ra nướng quá trời nướng, anh biết sao thực tế thì đông mà khách thì cũng có luôn. bu lại chí Em không có buông luôn, em đứng mình lên à. em đứng mình lên mà em đứng có gần cự ly mấy ổng không, ví dụ như ổng đứng ngã ba đó đi mình đi ngã ba khác Đợi, em đứng cách cái 2 cây số thôi. rồi bắt đầu em phải kiểm tra app nữa, anh có chia sẻ hết ví dụ cái app mình nó bị treo là do mạng nữa, có thể là những cái trường hợp á có khi mình mắc mạng tiền mẵn mà không hay, có nghĩa là cái máy mình bị mắc sóng mà không hay, em hiểu không, có bị mắc sóng mà không hay có nghĩa là lúc lúc mình chạy á nó bị đơ, thứ nhất là mà cái điện thoại mình nó nóng nè rồi á, mạng nó đó em đừng nghĩ là nó 24/24 hết, nó sẽ bị giật lắc, mà nó sẽ bị giật lắc em nghĩ đi, cái mạng mà nó đâu phải là phép hành thánh gì đâu mà nó không có được phép giật lắc đúng không, trong một ngày mình chạy mười mấy tiếng đồng hồ mà nghĩ đi nó xuyên suốt nó cập nhật cho mình 24/24 mà, thì những lúc đó thì anh em nên cảnh giác kiểm tra điện thoại liền, mình cảm thấy mà nó bị bất ổn là mình kiểm tra liền, mình lấy cái mình thử mình gọi điện cho cái số nào người thân mình hay gì đó hay số điện thoại hay tổng đài gì đó mình giả bộ mình điện luôn cho nó kết nối mạng là em hiểu không, cái điện á còn cái những cái chi tiết anh chỉ mà kiểm kết nối bằng trên app á có nghĩa là bấm vô thu nhập mình giả bộ mình kiểm tra tiền rồi mình bấm vô mấy cái dòng xoay này kia cho nó cập nhật rồi anh lắc cái điện thoại coi cái mũi tên ở trên cái biểu đồ á coi nó có nhúc nhích không, lúc đó là mạng ok. Và một cái bí quyết nữa anh là rất là thường anh ít nổ, anh không có nổ cuốc á, anh không nổ cuốc anh đứng đợi mà khoảng 15 20 phút không nổ cuốc là anh sẽ lấy cái điện thoại anh sẽ gọi cho số điện thoại nào đó, anh gọi tổng đài nào cũng được cho nó giống như mình cho nó hoạt động trở lại hiểu không, thì mỗi lần anh gọi vậy là nó sẽ có nổ cuốc cho anh. Hồi nãy anh hỏi em nước là em có mấy cái điện thoại là cái đó anh hỏi để làm gì cái mẹo hay sao? Không thì ý là gọi để anh chỉ em coi em cài đặt app nó chuẩn chưa rồi chỉ cho em cách mà em vô lâu lâu em kiểm tra cái mạng mình để cho cái app mình nó liên kết cho nó ngon vậy đó mà. Trong app em thì chưa có đánh giá 1 sao 2 sao nhưng 5 sao không? Thì cái này là quá cũng là gọi là một phần yếu tố nó cũng ảnh hưởng cái app mình, nhưng mà quan trọng bây giờ nè em phải tăng thêm dịch vụ đi, em nghe lời em tăng thêm dịch vụ đi. Em cái đó em phải suy nghĩ lại, tại vì bây giờ tài chính bây giờ kẹt lắm anh, em kẹt lắm anh, gọi cho anh. Thì bây giờ anh nói em nghe thì em gán gán gồng thêm 1 tháng nữa đi rồi bắt đầu là có tài chính rồi em ấy, mà tại sao mà đi làm công ty với ấy mà than dữ vậy không? Mà bây giờ anh nói em nghe công việc chính của em á mà lương 8 triệu là em cần phải suy nghĩ lại nha, anh thấy em là cần phải suy nghĩ lại đó, Tại vì bây giờ cũng đang tính nghỉ thôi. em làm là ngày mấy tiếng, 18 tiếng, ngày 8 tiếng, 11 tiếng. ngày 8 tiếng, ngày 11 tiếng, Tăng ca cũng không có gì mà. thì bây giờ anh cho em trung bình là một ngày 10 tiếng đi ha, 9 đến 10 tiếng, thì 10 tiếng em chạy Grab này á em biết là 10 tiếng này em 10 tiếng này anh nói em chạy bình thường thôi là 450 trừ phí, bốn dao động từ 400 đến 500 anh nói vậy thôi ha, thì lương tháng nhiêu cũng 12 13 triệu, 13 12 đến 15 triệu đúng không, nó gấp Em có suy nghĩ tới rồi nhưng mà anh hiểu không, ý em á là làm thương là cái lương công ty là lương cố định, mình cuối tháng mình có tiền mình chi tiêu chứ còn cái này mình đâu có để dành được á. Cái này là quan trọng là bây giờ em không luyện được để dành thì bây giờ em làm bất cứ cái nghề gì, anh nói em bây giờ em làm cái nghề gì cũng vậy, bất cứ nghề gì em cũng để dành không được, do mình không có thế thói quen chi tiêu và kiểm soát là cái tài chính của mình, thì bởi vì á em cứ sợ là Tôi còn có cái rồi nếu không sửa rồi cả hàng tuần chứ không phải là em chạy
Anh nói nha, em chạy em làm công ty thì nó đang bị áp lực, có nghĩa là hàng tháng em phải lãnh tiền, còn em làm này là mỗi ngày em đều có thu nhập. Mà anh nói nha, em làm cái này anh chỉ cho em một cái mẹo, em có cái nghề gì tay trái không? Buổi tối em có thể làm cái gì? Có cái công ty bảo vệ nào nó thuê ngủ canh kho gì không? Em làm công ty mai là em ngồi mai hay là em làm gì khâu đó? À, ngồi mai một ngồi ngay mai ăn sản lượng hay là ăn thời gian cũng mệt mỏi nha, sự quản lý mà không có hàng cũng bị chửi bới dữ lắm đó. Nó áp lực không em? Anh thấy phụ nữ là ngày trước anh cũng có làm mai, anh cũng là thợ mai, anh cũng mai, anh gọi là mai cái kiểu mai hai kim á, mai giày. Bây giờ hả? Hôm nay nghỉ hả? Cái thứ nhất là giao hàng, đặc điểm giao hàng mấy cái ngày lễ và chủ nhật rất là ít đơn. Em phải nhớ là dịch vụ giao hàng. Và anh nói em nghe, cái dịch vụ giao hàng á, mình phải biết ngày nào là ngày nào, và mình phải biết cái khung giờ nào là khung giờ giao hàng, khung nào khung giờ giao đồ ăn, khung nào khung giờ giao gấp bay. Và mình biết những chi tiết đó mình áp dụng vô mình chạy. Và mình biết ngày nào là ngày đó là công ty nó ốp, ngày nào là ngày công ty nó hoạt động, thấy không? Ngày công ty những cái doanh nghiệp công ty này kia thường á là người ta sẽ gửi bưu phẩm và hàng hóa, em hiểu không? Những cái ngày lễ và chủ nhật thì họ sẽ nghỉ, thì nghỉ thì họ sẽ không có gửi hàng, không gửi hàng thì làm gì mình có đơn hàng giao hàng mình chạy, đúng không? Nó bị sẽ giảm cái đơn hàng lại. Những cái ngày lễ này nè, một là cái bay, hai là giao đồ ăn là nhiều, thường là giao đồ ăn. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng ý anh nói công ty là có nghĩa là những cái cửa hàng người ta gửi hàng hóa đó. À, có thể là người ta gửi bưu phẩm, có thể là người ta gửi thùng hàng hay là hộp hàng gì đó, nói chung là giao hàng, nói tóm tóm tắt là giao hàng. Thì những cái ngày lễ và những cái ngày thứ bảy chủ nhật á, cái đơn hàng của bên giao hàng nó sẽ bị giảm lại. Nó sẽ chỉ nếu mà em chạy gấp ba với giao hàng thì gấp ba nó nhiều hơn. Em có để ý cái được trường hợp đó chưa? Đúng rồi, thì bây giờ em có giao đồ ăn không? Đó thì bây giờ làm sao mà để có đơn nhiều? Có. Em ra chỗ nào, em đứng chỗ nào mới là quan trọng á. Ủa tại sao? Bây giờ anh hỏi anh nè, vì mục tiêu xa em thuê phòng ở đó hắn đó bao nhiêu hay là nhà em? Thì bây giờ nếu mà em phải xác định nè, em chạy Grab nè, em chạy thêm là em phải xác định là mấy, một tiếng là bao nhiêu ngàn, mấy chục ngàn. Rồi để em bám được cái mục tiêu đó em cố gắng thôi, chứ còn em lơ tơ mơ là em cứ lẳng quẳng hoài. Ví dụ như em ra xe 6 tiếng thì hôm đó em phải kiếm 300 ngàn, thì em phải làm cách nào để đạt 300 ngàn.
đúng tới 9-10 giờ luôn á, là được có 70 ngàn. Từ 7 giờ sáng, từ 7 giờ tối đến Gì 9 giờ. tối mà tới 10 giờ luôn là nó tiết tôi 60 ngàn. Khu vực của em là không bao giờ mà chạy được đạt theo yêu cầu đâu, không đạt mong muốn đâu. Thua rồi. Chỗ em là thua rồi. Em là bên Hóc Môn, Giáp Môn. Ranh với quận mà. Anh mà giao đơn hàng mà dưới Hóc Môn là anh sợ lắm, khủng khiếp sợ luôn. Nó còn hơn thua Bình Dương nữa. À, giao Bình Dương vậy, Bình Dương Bình Chánh vậy á, Bình Chánh vẫn có đơn nhưng mà xuống gần gần sâu sâu chợ Bà Lát là vắng. Nhưng mà em luyện đi, em luyện đi, em đăng ký lên dịch vụ rồi bắt đầu em luyện cho nó lên bịch kim đi. Bạch Kim là member xong tới Bạch Kim hả? Đúng rồi, Member tới Titan phải không? Titan Bạch Kim, kim là cuối cùng á. Là em đứng đâu nó cũng nổ hết. Vậy thôi, vậy giờ anh cho nhóm liền để học hỏi luôn. Rồi rồi rồi, nhớ nha, Rồi, em nhớ chào anh. dặn nha, ráng cố Rồi. gắng nâng lên đi, cộng thêm dịch vụ đi. Rồi. Rồi. Cái này để cố gắng lên chứ giờ chưa có khả năng nữa. Rồi chừng nào mà khó khăn quá thì alo anh có gì anh hỗ trợ được, anh hỗ trợ. Rồi, rồi, rồi. Rồi rồi vậy em.